Rồi ok, hello các em và chào mừng anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Pop Pro nhá. Và chào cả chị em của tôi. Cứ đến thứ bảy là kiểu tâm trạng nó lại dạo dực bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái video rất là vui vẻ. Tôi mới tạo quả kênh TikTok mới do kênh kia bị TikTok gần chục cái gậy oảng rồi. Thế nên là tôi tạo một kênh mới. Tôi rất mong là mọi người có thể follow để ủng hộ tôi nhá. Vào việc luôn. Ảo thật đấy. Ok á. Đây, tôi phải nói đây là một hành động tội ác. Nó còn ác hơn cả cái việc bạn bẹp cho một cái để con muỗi nó siêu thoát ra một nền văn minh khác. Đây, bạn lại cắt đi cái nguồn sống của nó. Cắt đi rồi, bây giờ con muỗi nó lấy cái gì để nó giao tiếp với đồng loại? Nó lấy cái gì để hôn người nó yêu đây? Nó lấy cái gì để nó chửi thằng nó ghét? Nghĩ đi, đúng không? Tại sao lại ác đến như vậy? Ở đây chúng tôi xem thử thách cấm cười nhưng mà nó cũng phải nhân văn nữa cơ nhá. Khóa mộng. Beautiful. Gì đấy? Răng giả à? Nghệ thế nhỉ? Răng này không chỉ để nhai. Các bạn có biết ở trong mấy cái phim mà Vượt Ngục không? Nó rất hay giấu những cái thứ gì đấy để có thể mở còng số 8. Và rất có thể cái răng giả này nhá. Đấy. Thế nên là nếu mà tôi mà có làm cảnh sát mà vượt ngục, anh em đéo, cảnh sát ở trong nhà tù ấy, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra cả răng của phạm nhân để đảm bảo là mấy ông đấy sẽ không thể dùng răng để mở còng số 8 của tôi được. Quen quen Đoàn Văn Hậu à? Chuẩn rồi. Ok à? Hậu ơi. Hậu hoa hồng. Nhưng mà tôi phải nói thật với các bạn là giống. Xem cái video này tôi thấy nó giống thật. Rất có thể là cùng bố mà là khác ông nội đấy các bạn ạ. Xem lại nhá, giống thật. Đây là ảnh này nhá. Thật sự là nó giống. Đây, ảnh này. Với giống nhá, giống thật. Đá bóng hay lại còn nói đạo lý giỏi. Nhất cầu thủ trên sân, vua của mọi nghề. Khép cái háng lại. Khép cái háng lại. Cứ thấy dai đẹp là dạng hết cả da. Nhảy với chảo nhót. Gà. Uầy, nhìn này. Cái vấn đề ở đây tôi muốn nói đến với các bạn ấy là cái con gà này, hai cái cánh của nó bị chuỗi cả lông rồi các bạn ạ. Này, các bạn nhìn không? Đấy. Để anh chuẩn bị đã. Đến cả anh em chúng tôi cũng cần phải có thời gian để nó cứng lên cơ mà. Đấy rồi, chuẩn bị ngon rồi, ok nhá. Thế à? Để xem cái kết nào đấy chứ. Hả? Ê? Ồ, đầu thai. Con này là con gì? Đầu thai thành con ong rồi mà vẫn không thể thoát khỏi được cái cám dỗ của vòng xoáy. Mà nếu như tôi nhìn không nhầm các bạn nhá,
Đây đây, để tôi tua đến đoạn này cho các bạn xem. Thì rất có thể cái này nó chính là cái gói đựng khẩu trang hoạt tính ngăn ngừa cái ngày mà chị em không thể cầm máu được ấy. Đấy, tính ra con ong này nó lại thích chơi đùa với sản phẩm ngăn ngừa mất máu. Vòng xoáy cuộc đời. Bro, what is this new filter? Boring when tự we sợ hai chính so bản I thân made mình a fitness toilet. You need to à play được hard à? To get it right. It can not only exercise our body. Hay quá nhỉ. Cái việc mà anh em mình đi vệ sinh nó đã đào thải một lượng lớn cái chất cặn bã trong cơ thể này. Ngoài ra còn mất rất nhiều calo. Tại sao? Vì phải dặn, nín thở xong rồi dặn. Đây anh em còn phải kéo cái bồn cầu vào sát đít để dặn cho nó chuẩn. Mất đến 2 lần calo, không biết ông nào thông minh thế nhỉ? Ngứa thế nhỉ? À, ok. Đi uống bia đúng không? Đây chính là cái khoảnh khắc mà khi hai người đàn ông rung động với nhau. Nét chưa? Ông nào bảo chưa nét, tôi cho cậu xem lại. Nhìn thật kỹ thanh niên mũ xanh này. À, anh cãi chưa? Bịt hết cả mõm vào. Tại vì nó kiểu nó bị cái kiểu tim nó bị rung rinh, cái kiểu là đấy. Đây, phải xem lại đoạn này mới rõ này. Cái ông ngồi bài bên cạnh rất là tinh tế. Tôi phải nói là rất tinh tế. Đấy, đưa tay lên bịt mõm này. Đấy. Và từ đấy nhé. Và từ đấy, đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng hai cái thanh kim loại nó va vào nhau. Chiêng chiêng. Đây, 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 như này. Đấy. Tay như này. Các bạn hiểu ý rồi không? Tôi cho anh Tôi cho anh biết cuộc khi nào em thấy cần. Ok, và đó là video 1. Không biết là các bạn có cảm thấy vui vẻ với video đầu tiên mà chúng ta vừa xem xong hay không? Tôi thấy là cũng có rất là nhiều cái thứ thú vị đấy chứ đúng không? Có một cái câu tôi đọc được là thế giới thì luôn thay đổi. Thế nên ấy là cái việc mà chúng ta nhìn nhận cái thời giờ đó nó tươi đẹp lên hay là nó xấu đi đều là ở trong chính cái nhận thức của bản thân. Thế nên là tôi cũng mong là các bạn hãy luôn có một cái tinh thần lạc quan, tích cực lên một chút. Các bạn sẽ đều tìm được những cái thứ vui vẻ ở trong những cái điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của mình. Thông qua cái video này, tôi muốn truyền tải năng lượng tích cực cũng như là những điều vui vẻ đến với mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với video 2. Ngày xưa tôi đã thấy có một ông chống bằng hai ngón, tức là cả hai bên là bốn ngón. Nhưng mà chống bằng một ngón như thế này thì thật sự là chưa. Và quả quần hoa này là thứ gây ấn tượng với tôi nhất. Thiết kế đỉnh cao rồng phượng như thế này thì có thể nói đây là một anh tài rồi. Không phải gì phải ngại cả. Phải tôi nhá, là tôi cố tình lấy cái tình huống này đấy, để tôi làm quen hết. Làm quen hết. À. Tinh tế hơn thì các bạn biết làm không? Em ạ, à, chân anh bị thương, em có thể đẩy xe của anh ra chỗ bạn anh được không? Đến khi chân anh lành lại, anh sẽ đến đưa em đi chơi. Phải thế chứ. Phải nắm bắt cơ hội thế chứ. Ôi. Thức ăn
dự trữ nhà ai thì phải cho vào tủ lạnh và bảo quản cẩn thận chứ, tại sao lại để chúng nó dưới gầm bếp là thế nào? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Trước tiên thì tôi cần phải đính chính lại để tránh gây hiểu nhầm và hoang mang xôn xao dư luận. Đây không phải là con rán. Không phải con rán. Chúng ta hãy cùng nhìn kỹ lại. Hãy nhìn đi nhá. Đây đoạn này. Con này là có màu trắng, thân đen và râu rất dài nhá. Còn Tiểu Cường nó như này này nhá. Đây là cái outfit đặc trưng của Tiểu Cường. Nó có màu nâu cánh rán. Rất đẹp. Tôi phải nói là màu này rất đẹp. À, nhưng không phải mày đây. Đấy, thế còn outfit của con này nó là màu đen với trắng cơ mà. Không phải, con này tôi thấy nó giống con sen tóc hơn. Nhưng mà khi chúng nó bay thì con nào cũng như nhau hết. Ảo thuật à? Uầy, có nguyên lý khoa học gì đỉnh cao ở trong này không? Uầy, vừa nãy tôi nghĩ là cái nến ở đằng sau, nó đằng sau cái này. Đây. Đây à. Hóa ra nó ở đằng sau thật các bạn ạ. Tôi vừa tìm ra được sự thật và tôi cũng vừa phủ định ngay sự thật mà tôi vừa tìm ra. Bố của Đỗ Xanh. Okay. There we go. Oh my god. Oh my god. Turn around. Watch this. Watch my cup. Okay. Got it. Oh, 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 oh. No. Oh my god. Kẻ bị lú lại gây lú cho người gây lú. À, ping pong chích shot à? Oh my profession, Lisi. Ping pong chích shot. Ok, ping pong chích shot. Ping pong chích shot. Oh my god. Xem đẳng cấp là oh my god à? Ok, oh my god nhá. No! Hey. What is get out. Đường hai ngã người quen thành lạ. Wow. Nè, chân mày lượn nè. Ok. Ok nhá. Chân mày dành cho người mệnh thủy. Chân mày dành cho người bổ lúa. À đây giống tôi đấy, đấy giống tôi. Đường hai ngã người quen thành lạ. Wow. Nè, chân mày lượn nè. Sóng gió cuộc đời, sóng gió gia tộc. À, ok nhá. Cá chép này 120 kg. Cá chép à? Nghệ đấy. Cũng khá là giống con cá chép nha. Biểu đồ chứng khoán mấy má ơi. Chứ lên cái công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy lên. Nhìn vào mặt bà chị này là tôi có thể thấy được cái đạo đức của người làm con nhá. Là nhìn vào mặt là đã thấy có hiếu rồi. Đấy, không phải là nói thật là nhìn vào mặt đã thấy có hiếu luôn. Chảy lên. Nói dòng tai lớn. Tuổi 17, bê gãy xình châu. Bữa nay mùng 1. Hợp lý phết nhỉ. Được thế nhỉ. Ngày nào thì làm lông mày ngày đấy à? Cũng là một cái điều để nhắc nhở mọi người là ngày mùng 1 nhá, đừng đưa vào vay tiền tao. Nếu như Mono mà dùng quả beat này để đi diễn ở bar thì tôi phải nói là quả giật của Mono nó không phải như bình thường mà nó giật phải phụp cái phải lên tận nóc nhà, các bạn hiểu không? Nó phải giật
thẳng vào mặt khán giả. Hay luôn chứ đùa. Lại học mấy cái trò thí nghiệm trên TikTok đúng không? Làm gì mà không thể làm được như nó đâu. Tôi thề các bạn luôn, không thể làm được. Chắc kèo luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của tôi. Chuyên mục Thử Thách Kiếm Cười tuần này xin phép được kết thúc ở đây. Đây chính là tình cảm của tôi dành cho tất cả các bạn, những người đã xem đến cuối cùng video Thử Thách Kiếm Cười tuần này. Và tôi hy vọng rằng nó sẽ đem lại cho các bạn những cái phút giây vui vẻ nhất, nhất hoặc là ít thì cũng có thể giúp cho các bạn bớt stress hơn sau một tuần làm việc. Tôi sẽ luôn cố gắng tìm kiếm những cái điều vui vẻ, bởi lẽ cả tôi hay là các bạn đều muốn là cuộc sống có những cái niềm vui, đúng không? Thế nên là tôi sẽ cố gắng duy trì nó. Cảm ơn người đã ủng hộ và theo dõi tôi nhá. Đừng quên là hãy giúp tôi bằng cách là nhấn đăng ký kênh Pop Pro để giúp tôi sẽ đạt được 1,6 triệu người đăng ký, cũng như là nhấn like cho video này nhé, để có để tôi có được nhiều lượt xem hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, và chắc là video này tôi kết thúc đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Còn bây giờ đi. Bye bye. Bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.